dục một cách rất thoải mái, từ đó nó đề cập liên tục và nó dùng cái dòng chảy chứ nó không phải là một bộ phim xoáy về tình dục, nhưng mà những cái yếu tố tình dục, những cái yếu tố về câu nói, về chi tiết, về động thái nó được hiện liên tục trong phim ngay từ đầu, từ cái cảnh những đứa trẻ cũng đã có một cái gì đó liên quan cái đó rồi. Thì không biết là về cái yếu tố này em hỏi anh Phan Nhật Linh, cái sản xuất đó, thì khi mình làm thì về mặt nội dung như vậy, cái quá trình mà mình đi kiếm chuyện nó có vấn đề gì hay không? Thì mình đương nhiên là C 18 cộng nó cũng sẽ là liên quan tình dục, nhưng mà cái mức độ dày như vậy thì mình đã phải giảm không, hay là cái này cái bản này mình đang chiếu là nó đã như thế nào so với bản mà ban đầu mình sắp xếp? Dạ, cái điểm thứ hai em hỏi anh cặp của chị Hồng Mạnh và anh Hứa Vĩ Văn, thì thật sự khi mà em coi cái ba cặp đôi trong bộ phim á, thì em thấy như cặp của hai anh chị nó có phần bị lép một chút về cái màu sắc, tức là hai cặp còn lại á, cái câu chuyện nhân vật và cái cú twist sẽ lật liên tục làm cho cái nhân vật nó có nhiều cái làm cho nó bất ngờ, wow một cái câu chuyện nhân vật, nhưng mà cái cặp của ông anh với chị và cô anh Hứa Vĩ Văn thì nó hơi bị nhạt màu, nghĩa là nó hơi đều màu đầu cuối, thì không biết là do chị anh khi đọc 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 kịch bản mình đóng góp thêm cho cái nhân vật như thế nào hay không, cảm nhận của mình nhân vật thì nó có hơi tiếc cho cái nhân vật của mình trong phim hay không? Dạ, vậy em hỏi thêm con anh Phan Nhật Linh là em thật sự em chưa có coi cái bản gốc, nhưng mà khi mà em thấy cái kịch tính càng lúc càng đẩy lên cao và nó làm cho mình bị đau, bị thắt, mình bị ức rồi á, thì tự nhiên em muốn là nó đau và nó kết thúc, thì nó sẽ có một cái đã cảm giác mình bị nghẹn ngào, nhưng mà khi mà nó là lật lại một cái như vậy cuối cùng á, thì tự nhiên thấy nó hơi bị uổng và cảm xúc, thì anh nghĩ như thế nào về hai cái yếu tố đó? Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn hỏi của em. Thực ra thì khi nhìn kịch bản thì cả Văn và Ánh đều thấy là nhân vật cái cặp đôi của mình nó cũng khác hai cặp còn lại rất là sôi nổi và rất là náo nhiệt. Thì cái cặp của Quang và Ánh trong phim này thực ra nó đòi hỏi phải có những con người phải đồng cảm mới hiểu được cái cặp đôi này, bởi vì đây là những cặp bởi vì thực ra cặp đôi của Quang và Ánh là những cặp đôi điển hình trong xã hội của những cái người ở trung niên. Cái mối quan hệ của hai vợ chồng nó tương đối lạnh nhạt rồi, lớn tuổi rồi, và cái đời sống tình dục của họ cũng không hạnh phúc, và cái cách nuôi dạy con cái của họ cũng cũng có nhiều cái chiều hướng để nói trong xã hội vậy lắm. Cái cách quan tâm con cái như thế nào với những bậc phụ huynh, mỗi người một cái cạnh nhìn nhận khác nhau. Thì thực ra Vĩ Văn nghĩ là khi mà có cái động thì phải có cái tĩnh, thì Vĩ Văn nghĩ là khán giả sẽ có một số người sẽ đồng cảm với cặp đôi của Quang và Ánh nhiều hơn khi họ thấy được bản thân mình ở trong đó. Anh khi xem được rất là nhiều những cái phiên bản từ Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, thì mình cũng nhận thấy là dù câu chuyện được khơi mào từ chính cái gia đình của Nguyệt Ánh và Quang, nhưng mà rõ ràng đứng về cái độ màu sắc và cái độ tương phản mạnh á, thì khán giả sẽ không thấy được là có những cái cú twist nhiều. Nhưng mà nếu như mà bạn xem kỹ và sâu á, thì nó có một cái dòng chảy ngầm, giống như là từng cặp đôi và từng nhân vật họ có cái nghĩa vụ và có cái hoàn thành cái vị trí của mình trong từng cái phân đoạn và từng trường đoạn của chiều dài câu chuyện phim. Thì anh nghĩ là nếu như mình có một cái sự thay đổi nó mạnh quá, nó tương phản quá, thì nó lại gần giống với những cái câu chuyện của các cặp đôi khác. Và ở đây thì anh nghĩ là một cái gam trầm khá là lặng thì nó cũng lại là một cái bản màu khác trong cái tổng thể của cái bữa tiệc này. Thì ánh với lại Hứa Vĩ Văn thì cũng chưa được xem phim, cho nên nhưng mà cái điều mà bạn nói thì ngay từ trong kịch bản mình cũng đã thấy, à mình không có những cái nổi trội mạnh như là cặp đôi rất là nồng nhiệt cá tính như của Linh với lại Thi Thi, hay là rất là điển hình Việt Nam như là vợ chồng của Thu Quỳnh. Nhưng mà anh nghĩ là chính câu chuyện của vợ chồng Nguyệt Ánh với Quang thì mới là câu chuyện của rất nhiều những cặp đôi xã hội mà ở tầng lớp trung lưu hoặc là thượng lưu mới nổi của Việt Nam. Trước khi trả lời hai cái câu kia mình là thanh minh bào chữa cho hai cho Văn với lại anh. Thật ra là trong cái phim này cái việc mà một trong những cái lý do mà chọn Hứa Vĩ Văn với Hồng Ánh đóng trong cái vai này là thật ra là bởi vì có thể nói đây là hai cái vai nó đòi hỏi cái sự diễn xuất ít lộ ra bên ngoài nhất. Tất cả các cái cặp đôi khác cái câu chuyện của họ rất là rõ nét, nhưng mà nếu như mà cái vai
hai cái vai này mà không có được xử lý tốt á, thì nó cái nhân vật của họ rất là dễ bị chìm. Nhưng mà mình rất là tin vào cái Hồng Ánh với lại Hứa Vi Văn vào cái cặp đôi này, bởi vì hai cái người này trên thực tế, nếu như mà mình nếu mọi người đi xem phim lại thì mọi người sẽ thấy rằng là cái diễn xuất của Hồng Ánh với Hứa Vi Văn á, mọi thứ nó không có lộ ra bên ngoài mà nó được cài cắm rất là nhẹ, rất là tế nhị. Mà nếu như mình xem lại lần hai thì mình có thể thấy, khi mình hiểu được cái câu chuyện, mình hiểu được cái việc gì, tại vì thật ra là hai cái người này trong cái phim này, hai người này là drama nhất trong toàn bộ tất cả các cái cặp. Thật ra mấy cái cặp khác không có ai có vấn đề hết. Cái cặp đương nhiên cái cặp của Kiều Minh Tuấn với Kỳ Thi là quá nhiều vấn đề, nhưng mà hai cái người này á mới là bi kịch nhất ở trong trong đó. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà giữ cho cái nhân vật của họ không cái xung đột nó phải đến cuối để cho nó bùng nổ vào cái khoảnh khắc khi mà Nguyệt Ánh kéo Linh vào trong trong phòng mà tại, thì đó mình phải giấu hết tất cả mọi thứ để đến lúc đó nó mới tạo ra một cái cú hít mạnh về mặt cảm xúc cho khán giả. Lúc đó khán giả mới kêu là trời ơi. Còn nếu như mà ở trước đó mà mọi thứ mà hai diễn viên này mà đã diễn mà lộ quá sớm tất cả mọi chuyện thì nó sẽ làm mất cái sự bất ngờ đó. Thì cái phim này khi mà mình bắt đầu làm thì mình cũng nói với anh Dũng, mình thật ra cũng đi chào cái phim này cho cũng rất là một số đạo diễn khác, nhưng mà khi mình nói chuyện với anh Dũng thì anh Dũng mình rất là lo là anh Dũng sao không có muốn làm, vì anh Dũng nói anh Dũng nó không muốn đi làm phim remake nữa, mới vừa làm thắt nó rỡ rồi không có muốn làm nữa. Xong mình cũng nói thôi bây giờ anh cứ xem đi. Thì khi mà xem xong thì anh Dũng có một điều anh Dũng rất là thích ở phim này, anh Dũng nói là đây là cái phim đầu tiên mà thật sự là một cái phim người lớn, bởi vì nó đề cập đến chuyện người lớn. Hầu hết tất cả các phim ở Việt Nam á, ít khi nào đụng chạm đến các vấn đề của người lớn, tức là những cái vấn đề và nó là một cái chuyện rất là bình thường. Thật ra chúng ta, nhất là đối với xã hội Việt Nam bây giờ đó, mọi người ai cũng nói chuyện về tình dục một cách rất là dễ dàng và thoải mái. Nhiều năm trước thì mọi người còn kín kẽ, chứ bây giờ ngay cả mấy em nhỏ còn nói chuyện về chuyện tình dục nữa, chứ đừng có nói là ở cái lứa tuổi như thế này mà cái... Thì thành ra là khi mà làm thì mình cũng xác định là phim này nếu như mà cầu trời may mắn nó được C16 thì vui, còn nếu không thì mình cũng xác định ngay từ đầu là phim này nó chắc chắn là phải là C18, và mình nói là mình phải đề cập về vấn đề tình dục, bởi vì nó là một phần của cuộc sống và nó là vấn đề của hôn nhân và gia đình. Thì đương nhiên trong phim thì cũng sẽ gặp một số vấn đề về kiểm duyệt, nhưng mà khi mà làm thì mình cũng nói với mình thì thật ra tính của mình thì hơi lì hơn những người khác, là nó thì cứ làm đi rồi khi nào duyệt thì tính sau. Tuy nhiên ở trong phim thì cũng có một số chỗ nó bị thay đổi nhỏ nhỏ. Nếu như mà mấy bạn mọi người xem trailer thì mọi người sẽ, mà xong mà xem phim thì mọi người sẽ phát hiện ra, ví dụ trong phim trong trailer vẫn còn ghi là quái vật rồng thiên hả, thì ở trong phim nó không còn là quái vật rồng thiên. Mình không biết vì sao hội đồng duyệt yêu cầu không được dùng chữ rồng thiên, vì chữ đó, ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như là nhân vật của Hứa Vi Văn trong bản gốc là làm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, thì phải Văn kêu là một ngày hôm nay bóp 5 cặp, thì thật ra là nói ra, nhưng mà đến khi cái bản trong phim thì mình cũng phải giảm lại, mình phải sửa lại cái câu hỏi đó. Thì những cái chuyện đó thật ra nó không có quá lớn, mà mình nghĩ rằng là mình cái bộ phim quan trọng là cái thông điệp chính của bộ phim nó vẫn đến được với khán giả. Thành ra cái mình cũng rất là vui, bởi vì đây là một trong những cái phim Việt Nam mà mình có thể nói được những cái chuyện mà mình nghĩ đó không phải là, nó không còn là những chuyện cấm kỵ nữa. Hồi xưa thì nó là chuyện cấm kỵ, chứ còn bây giờ thì nó không phải là chuyện cấm kỵ. Câu hỏi kia là gì ta? À, phần twist cuối cùng thì thật ra là tất cả các cái bản phim của các nước đều như thế hết, nhưng mà đối khi mà làm cái này thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình cũng ngồi thảo luận với anh Dũng, rồi cũng rất là nhiều người và kể cả bên team bên Lotte trước khi làm cái phim này, thì bên Lotte họ cũng có làm cái khảo sát và cũng nói là rất là nhiều khán giả xem họ không có hiểu được cái đoạn kết. Thì mình thì phim này thì mình thay đổi một chút xíu, các cái bản phim khác á, là nó diễn ra liên tục, nó không có cái ngắt ở một cái mặt trăng xong rồi sau đó mình nói xong rồi nó mọi thứ trở ngược lại, thì nó không có làm cái chuyện đó mà câu chuyện nó xảy ra liên tục luôn. Thì thật ra là đối với các khán giả của các nước có thể họ quen với cái chuyện này và họ chấp nhận, nhưng mà đối với khán giả của mình thì
mình sau khi mình tìm hiểu thị trường thì mình thấy cái điều đó mình phải làm cho nó rõ cái ý đó hơn. Cũng có nhiều người nói là thì thật ra có thể kết cái phim sau khi mà Katie bước ra khỏi phòng là hết phim, thì thật ra mình kết phim đó cũng được, nhưng mà có một cái thông điệp mà mình với anh Dũng cũng đều đồng ý muốn giữ lại, và mình nghĩ rằng đó là lý do mà tất cả các bản phim khác họ cũng đều giữ lại đó, là cái câu hỏi rằng là trong cái phim này, cái trò chơi này nó làm cho mọi người lộ ra hết toàn bộ cái sự thật và nó làm tan vỡ hết mọi thứ, nhưng mà nếu như chúng ta không có biết được sự thật á thì tất cả những người này họ vẫn sống hạnh phúc. Thì cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi mình dành cho khán giả, là liệu chúng ta sẽ chấp nhận một cái sự thật để rồi chúng ta phải đau khổ về nó rồi bắt đầu lại từ đầu, hay là chúng ta giả vờ như không biết, hoặc là chúng ta nói chung là không cần tìm hiểu để chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống cái cuộc sống đó. Bởi vì đôi khi nhiều khi mình không có biết thì mình vẫn có thể hạnh phúc. Thì đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng đó là một cái thông điệp rất là hay của bộ phim dành cho khán giả. Cho nên là mình với anh Dũng cũng nói là mình phải giữ lại cái đoạn kết đó. Tuy nhiên cái đoạn kết này thì nó cũng có một số cái thay đổi nhỏ đối với các cái bản phim khác. Thì nếu như mà mọi người xem thì nó sẽ thấy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà mỗi cái ý đó nó đều là một cái điều gì đó mình muốn đem đến cho người xem để đặt một cái câu hỏi là liệu như thế thì tốt hơn hay là liệu như thế kia thì tốt hơn. Ngày cuối cùng em đã được xem và em đánh giá đây là một bộ phim thật sự rất là hay và rất là mang đậm chất sạch của drama. Và cái một cái impression mà em thật sự rất ấn tượng trong bộ phim á thì chính là cái chemistry của anh Kim Anh Tuấn và em Katie Nguyễn. I see right over there. By the way, cái chemistry mà của Katie Nguyễn với Kim Anh Tuấn là nó rất là khác hơn so với em chưa 18, vì trong em chưa 18 nó chưa là một cái happy ending, nhưng mà trong cái phim ấy nó là không có một cái happy ending nào cả. Nên điểm coi xong là suy nghĩ nhiều thứ luôn. Và cho nên đó thì em có một cái câu hỏi cho anh, tại vì em có thắc mắc á là cái penthouse ở trong phim á thì nó là một cái sự dàn dựng trong cái penthouse này, thì anh đã đưa ra một cái idea này để làm ra một cái penthouse nó mang đậm chất giống như phương Tây và cả món ăn trong bộ phim. Tại vì em thấy trong phim nó có những bánh khọt rồi hũ nấm rồi xong rồi một cái đó ngược rau câu á, nhưng mà cái đó không có kẹo quá nhiều. Một lần nữa thì em xin gửi lời chúc mừng ekip bộ phim và cũng dựng một cái phim trường để nó phục vụ cho cái nội dung phim. Thì một trong những cái concept, một cái ý tưởng rất là quan trọng trong cái phim này đó là nó nói về một cái xã hội hiện đại ở Việt Nam. Và nếu như các bạn cũng thấy rằng là ở Việt Nam mình bây giờ rất là nhiều người, mình có rất là nhiều cái nhà cao tầng mới mọc lên và có rất là nhiều người giàu mới, và ai cũng thích được khoe cái sự giàu có của mình cả. Thì khi mà ngồi làm việc thì mình nói là mình phải chọn cái món ăn nào ở trong cái phim này, thì thật ra là cái team làm sáng tạo thì gồm có anh Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn, bạn Bình Bụng Bột là biên kịch, và anh cùng ngồi nhau với nhau và bắt đầu mình nói là bây giờ cái món ăn nào nó mình sẽ chọn là món ăn Việt Nam. Tại khi mình remake thì cái suy nghĩ đầu tiên đó là mọi người sẽ nói là bây giờ mình phải biến tất cả các món ăn Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì mình nói là không, mình thật ra người Việt Nam khi mà ăn tiệc á, thật ra người ta ít khi ăn những cái món truyền thống á, và đối với một cái nhân vật mà giàu có như là hai vợ chồng của Quang và Nguyễn Ánh thì là họ lại càng muốn khoe cái sự giàu có của mình. Thì trong đó tất cả cái món ăn, nó mỗi cái món ăn là nó tượng trưng cho một cái, nó mang một cái ý nghĩa khác nhau đối với câu chuyện. Như là cái món bánh khọt, nó là cái món ăn Việt Nam nhưng mà nó là cái tuổi thơ. Xong rồi sau đó mình chuyển qua món cua Alaska, nó là một cái gì đó nó rất là sang trọng và hào nhoáng. Sau đó món lẩu thập cẩm, đó là chính là cái ý đồ chính của cái phim này. Đây là một cái lẩu, nó có rất là nhiều drama, nó có nhiều vấn đề, nó có chua, cay, ngọt, mặn ở trong đó. Thì đó là cái lý do mà mình chọn các cái món ăn ở trong cái phim này. Cảm ơn. Khi mà chị diễn cái vai này chị gặp khó khăn gì không? Tại vì cảm thấy như chị có cái sự lột xác ở trong diễn xuất so với cái hình ảnh hài của mình đi. Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của em. Bộ phim Tiệc Trăng Máu thì thực sự anh rất là thú vị, bởi vì lâu lắm rồi mình mới nhận được một cái kịch bản có những câu chuyện của
những câu chuyện của những người bạn và những câu chuyện về những người trung niên ở cái tầng lớp mà trung lưu và bước lên thượng lưu của Việt Nam, và ở một câu chuyện ở bối cảnh hiện đại giữa cái thời điểm mà công nghệ thông tin nó rất là phát triển. Và mình rất là đồng cảm ở cái câu chuyện này, cái vấn đề đó là tất cả những cái mối quan hệ trong xã hội, tình bạn, vợ chồng, gia đình, và nó bị chi phối như thế nào bởi cái công nghệ, và thực sự là cái công nghệ nó có tham gia vào cái mối quan hệ của mình hay không, hay thực sự nó là cái bản chất của mình. Nếu như không có cái công nghệ nó phơi bày, hay là nó giúp chúng ta thấy những cái mặt trái của những cái mối quan hệ đó, thì thực chất cái bản chất của con người nó có như vậy hay không. Thì Hồng Ánh rất là thú vị và rất là đồng cảm, là bởi vì mình quan sát rất là nhiều những cái gia đình cùng bạn bè với mình ở hiện tại, thì mình thấy là nhìn bề ngoài thì mình nghĩ là họ rất là hạnh phúc, nhưng thực sự ra là khi mà mình chia sẻ và mình tâm sự sâu thì ai cũng có những cái vấn đề và những cái câu chuyện của họ hết. Cái vấn đề ở đây là mình muốn biết nó như thế nào, muốn giải quyết nó tới đâu, và mình sẽ giải quyết nó như thế nào thôi. Thì lâu lắm rồi anh mới được tham gia một cái bộ phim mà có 7 nhân vật chính là những câu chuyện rất là thú vị ở ngay thời điểm của thế hệ mình đang sống. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị. Thật ra thì khi em nhận cái vai Thu Quỳnh ở trong cái Tỷ Trăng Máu á, là em đã xem cái bản phim nước ngoài rồi, và em rất là thích nguyên cái bộ phim, chứ không phải là thích riêng cái nhân vật Thu Quỳnh. Khi mà em nhận cái lời mời của bên sản xuất nói là mời em đóng trong cái bộ phim đó, thì em không biết, lúc đầu là chưa có nói cái vai thì em không biết là em sẽ là nhân vật nào ở trong 7 người đó. Đương nhiên là không phải là vai nam và cũng không phải là vai Cathy rồi, chỉ là một là vai của em hoặc là vai chị Hồng Ánh thôi, là tuổi nó xem nhau. Nhưng mà lúc mà khi mà biết là cái vai Thu Quỳnh đó, thì em cũng thấy vui, vì khi mà em xem cái bản phim nước ngoài thì em thấy là cái nhân vật của cái cô này có cái sự chịu đựng, mà nó cũng có giống với lại một cái phần nào đó cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam là cũng rất là chịu đựng. Mà mặc dù bên ngoài em thì không có phải là một người chịu đựng như vậy, nhưng mà em vẫn muốn lột tả cái nhân vật đó để cho thật nhất. Và em cũng cảm ơn, sẵn đây em cũng cảm ơn ekip cũng như là dàn diễn viên nhà sản xuất đã cho em cái thời gian rất là lâu để mà mình làm tiền kỳ trước đó. Thì chính vì những cái tiền kỳ thoại với nhau, rồi phân tích nhân vật, rồi phân tích từng câu thoại với nhau của cái sự phản biện của anh Đức Thịnh. Ví dụ như là khi mà thoại với nhau thì anh Đức Thịnh hỏi tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy. Những cái phản biện đó thì làm cho em cũng như là những diễn viên khác mình rút ra được một cái chuẩn nhất của nhân vật. Thì em cũng hy vọng là cái nhân vật này của em làm cho mọi người cảm được. Dạ, em xin hết.